Minh Khoa xin trân trọng kính chào quý khán thính giả đang theo dõi chương trình tin tức tại thành phố Philadelphia. Kính chúc quý vị luôn được nhiều sức khỏe và ngay sau đây sẽ là những bản tin cập nhật trong ngày. Trước khi chúng tôi bước vào các bản tin chi tiết, Việt Vision TV có một thông báo rất vui dành cho tất cả quý khán thính giả. Bắt đầu từ hôm nay, Việt Vision TV có mặt trên tất cả các hệ thống TV thông minh Smart TV. Quý vị xem hoàn toàn miễn phí, không cần antenna, không cần gắn hộp TV. Tất cả các loại TV thông minh hiệu Samsung, LG, Sony, Philips, TCL, Sharp, Hisense, Element, Insignia, Hitachi. Quý vị có thể cài đặt app VVTV xuống để xem chương trình TV của chúng tôi hoàn toàn miễn phí. Xin trân trọng gửi đến quý vị thông báo này. Mở đầu phần tin ngày hôm nay, bản tin của chúng tôi cho biết rằng Tổng lãnh sự Philippines gặp chính quyền của thành phố Philadelphia về vụ sát hại luật sư Laylo. Trong ngày 21 tại tháng 6, Thị trưởng Jim Kenney và các thành viên của Sở Cảnh sát Philadelphia đã có một cuộc gặp với Tổng lãnh sự Philippines, đó chính là ông Elmer Cato, để cùng thảo luận về việc luật sư John Laylo bị sát hại. Nạn nhân và mẹ của anh đã đi du lịch đến thành phố Philadelphia. Khi họ ngồi trên chiếc xe Uber trên đường ra sân bay để về nước, thì không may bị một tay súng bắn vào khoảng 4 giờ sáng ngày 18 tháng 6 ở khu vực gần đường số 38. Chiếc xe chở nạn nhân và mẹ bị trúng đạn nhiều lần. Nghi can thì hình như là đi trên một chiếc xe Cadillac màu đen. Luật sư John Laylo bị bắn vào đầu và không may qua đời vì vết thương chí mạng. Mẹ của ông cũng bị thương, nhưng vì những mảnh thủy tinh bắn vào người. Tổng lãnh sự Elmer Cato đã chia sẻ rằng thật đau lòng và thật đáng lo ngại khi lần đầu tiên một người Philippines đến thăm Hoa Kỳ và đã bị sát hại tại đây. Ông John Laylo, 35 tuổi, là một luật sư có uy tín tại thủ đô Manila. Mẹ của ông cho biết rằng không thể nào diễn tả hết nỗi đau của tôi khi tôi chứng kiến con mình bị sát hại. Con tôi là một thanh niên thông minh, tốt bụng và luôn thích giúp đỡ người khác. Và điều duy nhất hiện nay tôi muốn đó chính là đưa thi hài của con về nước và an táng. Ngoài ra thì cộng đồng người Philippines tại thành phố Philadelphia cũng đã tổ chức một đêm cầu nguyện cho nạn nhân. Và nhiều nguồn tin cho đài truyền hình địa phương biết rằng cảnh sát sẽ tiếp tục xem xét những đoạn video an ninh chung quanh hiện trường để chứng minh rằng tay súng đã bắn lầm người. Bên cạnh đó thì Thị trưởng Kenney cũng đang xúc tiến việc đưa thi hài của luật sư John Laylo về nước, trong khi các nhà chức trách vẫn tiếp tục truy nã nghi can. Và bất kỳ ai có thông tin có liên quan đến vụ nổ súng nói trên thì xin vui lòng thông báo cho Sở Cảnh sát của thành phố Philadelphia. Tiếp nối bản tin của chúng tôi cho biết rằng các nhà lập pháp Cộng hòa của tiểu bang Pennsylvania ngăn chặn lệnh cấm súng tấn công. Trong ngày 21 tháng 6 vừa qua, thì các thành viên đảng Cộng hòa của tiểu bang Pennsylvania đã ngăn chặn đề nghị cấm những người từ 18 đến 21 tuổi sở hữu súng trường tấn công khi họ tiến hành đổi dự luật thành việc sửa đổi hiến pháp cho phép bất kỳ ai cũng có thể mang súng giấu kín ở trong người. Chỉ có một thành viên duy nhất của đảng Cộng hòa ở vùng ngoại ô bỏ phiếu đồng thuận với dự luật nói trên. Đây là tuần thứ hai liên tiếp mà đảng Cộng hòa thuộc Ủy ban Tư pháp sử dụng đa số phiếu để phản đối những đề nghị của đảng Dân chủ nhằm giải quyết vấn nạn bạo lực súng đạn trên toàn quốc. Trước đó, dự luật đề nghị ngăn cản những người dưới 21 tuổi mua bán, sở hữu hoặc là vận chuyển các loại vũ khí thường được sử dụng để sát hại và làm người khác bị thương. Trong hàng loạt vụ thảm sát đã trở thành một vấn đề nhức nhối hiện nay. Và điều này gọi là thực thi hiến pháp được các thành viên đảng Cộng hòa ủng hộ. Thế nhưng, dự luật cho phép thực hiện điều này đã bị thống đốc Tom Wolf phủ quyết vào tháng 12 của năm ngoái. Một nghị sĩ dân chủ có tên là Emily Kincaid nói rằng các nhà lập pháp không nên kiểm soát cơ quan tư pháp thông qua việc sửa đổi hiến pháp khi họ đặt ra những quy tắc riêng để thực hiện những trường hợp liên quan tới việc kiểm soát súng đạn. Ngoài ra, thì những nỗ lực của nghị sĩ dân chủ Tim Ricks cũng yêu cầu thực hiện một phiên họp điều trần công khai về tình trạng súng đạn và hiện nay vụ việc vẫn đang được tiến hành.
Tiếp nối bản tin của chúng tôi cho biết rằng cựu chiến binh Harvey Tall nhớ lại cuộc chiến chống khủng bố tại Ukraine. Thiếu tá quân đội Hoa Kỳ đã về hưu là ông Patrick Rick tiếp tục lên đường chiến đấu tại Ukraine suốt 70 ngày với tư cách là một tình nguyện viên trong quân đoàn nước ngoài Ukraine. Sau khi kết thúc nhiệm vụ và trở về quê nhà tại quận Delaware của tiểu bang Pennsylvania, ông cho biết rằng tôi chưa từng tham gia một chiến trường nào đáng sợ như chiến trường tại Ukraine. Trước đó thì vị thiếu tá đã về hưu này từng phục vụ tại Iraq và từng được tặng thưởng huân chương Bronze Star. Cũng theo lời của ông Patrick Rick, khi tham chiến tại Ukraine, ông và những quân nhân khác chỉ được cung cấp vũ khí cũ có từ thời chiến tranh lạnh. Họ gần như không có đủ đạn dược, còn quân đội Nga thì lại có nhiều vũ khí tối tân hơn. Khi tiếng còi báo động vang lên và mọi người mặc đồng phục, bật dậy như lính cứu hỏa, mang giày bốt, mặc áo giáp, đeo túi, cầm súng chạy, thì quân đội Nga tấn công và chiếm ưu thế ở khắp mọi nơi, sẵn sàng bắn phá mà không màng đến tính mạng của con người. Mỗi đêm thì ông cho biết rằng ông đều nghe thấy tiếng pháo kích, hỏa tiễn hành trình, phi cơ chiến đấu của Nga bay trên trời với tốc độ thì siêu thanh, chỉ thấy ánh sáng nhấp nháy. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa ra thông báo rằng 3 quân nhân Hoa Kỳ mất tích tại Ukraine. Ngoài ra, những đoạn video lan truyền trên các phương tiện truyền thông của Nga cũng cho thấy rằng có 2 người Hoa Kỳ chiến đấu cùng với quân đội Ukraine hiện đang bị phía Nga bắt giữ. Các giới chức cho biết rằng người Mỹ thứ 3 đó chính là ông Grady Grupasi, một thiếu tá thủy quân lục chiến đã về hưu, cùng ở trong đơn vị của ông. Người này là một trong những vị chỉ huy thông minh, biết lên kế hoạch và rất thận trọng. Cùng chiến đấu với ông Patrick Rick là những cựu quân nhân và binh sĩ cũng đến từ Hoa Kỳ và ngoài ra là đến từ khắp nơi trên thế giới. Họ cùng đồng lòng thực hiện sứ mệnh giúp dân chúng của Ukraine ngăn chặn cuộc tiến quân xâm lược của quân đội Nga. Tiếp theo bản tin của chúng tôi cho biết rằng truy nã nghi can ăn cướp xe và phóng hỏa giết người tại Philadelphia. Sở cảnh sát của thành phố Philadelphia cho biết rằng khoảng 10 giờ 40 phút của ngày 21 tháng 6, một sinh viên 21 tuổi của trường đại học St. Joseph đã bị bắn trong một vụ cướp xe trên đường Upland gần đường Drexel thuộc khu vực Overbrook, thành phố Philadelphia, khi nạn nhân chỉ mới từ trường trở về nhà. Nạn nhân được đưa đến trung tâm y tế địa phương để điều trị và may mắn tình trạng vẫn ở trong ổn định. Được biết, khi sinh viên này vừa lái chiếc xe của mình về nhà, thì bị một chiếc xe vận tải nhỏ màu đen theo sát đến gần. Sau đó có 2 người đàn ông đeo khẩu trang, mặc áo nỉ trùm đầu bước ra ngoài, giật chìa khóa và muốn cướp xe. Thế nhưng nam sinh viên này đã kháng cự. Anh đã bị những kẻ cướp dùng súng đánh lên đầu và bị bắn vào đầu gối. Sau đó chúng lên xe vận tải bỏ chạy về phía đại lộ Woodbine. Trung úy cảnh sát John Walker thuộc đội điều tra cho biết rằng chưa từng xảy ra bất kỳ vụ ăn cướp nào tại khu vực này bởi vì đây vẫn là một khu phố bình an. Các nhà chức trách hiện nay vẫn đang xem xét các đoạn video an ninh chung quanh để nhận dạng 2 nghi can nói trên. Sở cảnh sát của Philadelphia cũng đang truy nã những nghi can được cho là đã phóng hỏa và cố ý sát hại một nạn nhân có tên là Morales, 36 tuổi, ở khu vực Kensington. Một trang web gây quỹ GoFundMe do một người bạn của gia đình nạn nhân thành lập để giúp cho cô bởi vì hiện nay cô đang bị hôn mê và phỏng nặng sau khi bị tấn công một cách dã man và thiêu sống. Biến cố này đã xảy ra trong ngày 17 tháng 6 vừa qua tại khu nhà số 1800 đường West Tioga. Cảnh sát được thông báo về một đống rác bị đốt cháy tại công viên và họ đến đây tìm thấy nạn nhân Alisa toàn thân bị phỏng nặng. Ngoài ra, thông tin cũng cho biết rằng 2 ngày trước khi gia đình biết tin về nạn nhân thì cô đã được liệt kê vào danh sách là những người không rõ danh tánh. Hiện nay thì các nhà chức trách vẫn chưa ban hành lệnh bắt giữ nào và hiện nay họ vẫn đang truy tìm thông tin về những nghi can nói trên. Tiếp theo bản tin về giải trí, thưa quý vị, quận Chester chuẩn bị tổ chức một lễ hội âm nhạc và khinh khí cầu. Kỳ nghỉ lễ độc lập 4 tháng 7 năm nay thì khung trời tại Glenmore sẽ trở thành một địa điểm hùng vĩ của một lễ hội có tên là âm nhạc và khinh khí cầu Philly, được tổ chức lần đầu tiên tại thành phố Philadelphia.
Trước đó thì truyền thống lễ hội này được thực hiện tại thành phố từ năm 1793. Theo ông Bruce Modi, nhà sản xuất sự kiện, cho biết rằng Philadelphia chính là thành phố có chương trình khinh khí cầu đầu tiên tại Hoa Kỳ. Đây cũng là nơi mà bản tuyên ngôn độc lập được thành lập. Và cuối tuần để chào mừng ngày độc lập 4 tháng 7 cũng là khoảng thời gian hoàn hảo để kỷ niệm nền tự do của quốc gia và chuyến bay khinh khí cầu đầu tiên tại Hoa Kỳ. Theo đó, lễ hội này sẽ kéo dài 4 ngày, bao gồm các chương trình biểu diễn âm nhạc, xe bán thực phẩm, nước giải khát cũng như các loại bia. Ngoài ra cũng có nhiều hoạt động dành cho cả gia đình như là đi khinh khí cầu. Ngoài ra thì nơi tổ chức Lewis Corner House Show sẽ có hơn 20 chiếc khinh khí cầu rất độc đáo. Và các nhà tổ chức cũng cho biết rằng những khinh khí cầu từ phi trường sẽ đưa du khách lên đỉnh trời của quận Chester. Họ sẽ được ngắm nhìn quang cảnh tuyệt đẹp từ trên cao. Theo đó, lễ hội này sẽ được tổ chức từ ngày 1 cho đến ngày 4 tại tháng 7. Pháo hoa sẽ được thắp sáng khung trời vào lúc 9 giờ tối của ngày Chủ nhật 3 tại tháng 7. Sự kiện này được tổ chức suốt 11 năm qua tại quận Lancaster. Các nhà tổ chức cũng đang chuẩn bị thực hiện một chương trình vào tháng 9. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình tin tức địa phương ngày hôm nay. Minh Quang sẽ cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và xin được hẹn gặp lại quý vị ở những bản tin tiếp theo.